Bờ kiểu mới là chúng ta tự kéo dây đi vào. Ăn khỏe lắm này. Thì có vây mà cu na cu na. Vua đua nhìn mẹ tích bộ. Dương em cho anh ba quả ấy. Vâng. Bề nhà ăn phải tiết kiệm. Đây là cà trên đảo. Cho đích thân tâm hoạch trong mang vào để mời đoàn. Ăn sổ luôn không hề muối. Nhưng mà tối nay nó giòn. Nó không bị hăng. Dễ chịu, ăn dễ chịu. Con này là con hà, nó dính toàn bộ tất cả những cái gì coi như là từ viên đá, viên nước, tất cả dính vào đây. Và con này là rất lâu năm mới phát triển ra được một tí như này. Hôm nay là mời một con hàu như này, nhìn ngon. Hút bẩn nước. Con này ngon, ngọt. Con hơi to như này. Đây con này ngon này, bao nhiêu con đấy. Ngon, mấy thằng em mình ăn hết rồi. Ừ, lai với thằng Dũng ăn hết rồi. Đây là anh Lai này, còn đây là con này là của anh Dũng ăn này. Ờ, ui dồi nó nặng chình chịch này. Nuôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn mùa. Con trâu con người ta gọi là con nghé, con bò con người ta gọi là con bê. Hỏi con người mẹ người ta gọi là con gì? Đầu bếp đây chuẩn à? Chuẩn ngon quá, chuẩn. Đầu bếp nó nóng luôn. Hai vợ chồng cặp. Ờ bọn con lấy cháo ăn luôn đi. Chưa qua xử lý này. Chưa. Đây nó mắm rồi. Mắm này ngon, không có giỏi. Đưa đây. Anh nhìn nhá. Bắt đầu đi ăn. Chưa có giỏi à? Ăn này bắt đầu ngấu này. Đúng rồi. Thấy không? Ở bên dưới nó đẹp chưa? Ừ. Đúng rồi, màu rất đẹp. Đây là gọi là phương pháp truyền thống. Đúng. Mà nó chuẩn. Toàn cá mà đây. Toàn cá nó ngấu ra. Bây giờ mình chắp ra. Đây, chắp từ đây, cái ang mà để chắp được phải là ang bên này. Đâu, ang bên nào? Ang đây, ang chắp được bên này. Đây, cái này mà cái chắp được này. Đi sang đây. Anh quay sang đây đi, anh rồi. Đây, anh quay sang đây. Đây nhá, mọi người đang nhìn được cái váng của nó nhá, anh đánh cho nó lớn trong thì mắm ăn được nhá. Ừ. Đó, thấy không? Bên dưới là nó đã thành mắm rồi. Ở bên dưới nó đã làm mắm rồi, thì cho bọn em lọc này, em rút là rút cái nước cốt này luôn. Còn cái nước mắm mọi người mua về làm phải tất cả các nơi chắc chắn không có được. Còn lâu đúng rồi. Cái chum như này em làm 200 cân cá thì chỉ rút được cỡ khoảng độ 6-7 lít. Đấy. Đều có thế thôi. Nước mắm kia là nước mắm hóa chất không phải anh? Chuẩn, dạ, đúng không? Yên tâm rồi nhá. Rồi, anh kêu em. Nước này nó phải...
là biển xa nơi anh tới ngoài đảo xa, từng mảnh đất quê ta xưa đại dương mang tình thương quê nhà, đây Trường Sa kia Hoàng Sa ngàn bão tố phong ba, ta vượt qua vượt qua, lướt sóng con tàu mang tín hiệu trong đất liền, mắt em nhìn theo con tàu đi. Hello Kỳ Long, cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em ơi, anh như trời xanh trong nắng mới, nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai, sóng dù mối tình đời thuyền càng thêm vui, thấy con tàu xa khơi, thấy con tàu xa trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa, và nghe tiếng ngân nga du lòng ta bao lời ca. Ôi con à, đến này nó cắn tay bố chảy máu đến rồi, chảy máu tay ấy, bố nhốt nó trong cái quê nhà đây. Có sao mà rút lên được, ăn sắp vào đá ấy anh. Người sáng ngang năm con tàu quen sóng quen gió biển, nước da màu nắng tươi giòn thêm anh thép cánh chim hải âu. Sợ gì bố này? Con mùa về cùng anh vui xa khơi, cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em. Đây súng khoác trên vai trăng đầu núi soi hình anh đang đứng đó, nhắn về đất liền canh buồm chờ đầy tin yêu, sóng dù mối tình đầy thủy thủ càng thêm. Đấy là tơ này. Đấy đang nhả lên đó là nó một cái nhìn cái tăng trắng ở đâu không? Rồi đang nhả tơ đây này. Đấy, trông vô đỉa biển ấy nhỉ? Sao hôm trước lại quay có quả thế này? Đây này. Đấy. Một này nhặt được cái gì này? Ủa, con này nhớt đấy. Tổ này tổ phân tích đấy. Ui. Để nó xuống không được. Có ăn nhau không? Có ăn nhau không? Đây, đây chính là san hô. San hô đấy hả? À? Nó sống đây à? Ôi, sống hay nhỉ? Mềm, mềm cực. Đây là những cái xúc tu của nó ở trong đúng không ạ? Con này là con ốc. Đây là con bàn mai này. Bên cạnh là con hải sâm. Đây là Huy. Ta 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 ta. Rồi xong rồi. Cầm cầy nhất cả mấy mỏ. Sổng mất một con anh ạ. À đấy ạ. Rồi. 2 3 2 3 chuẩn.